Ngày 23 tháng 1, ông Từ Mạnh Cần, trưởng công an xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn này vừa xảy ra vụ tai nạn nghi do nổ thuốc pháo tự chế khiến 5 người nhập viện cấp cứu. Trước đó, công an xã Nam Cường nhận tin có vụ nổ xảy ra tại nhà dân thuộc địa bàn làm nhiều người bị bỏng. Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, xung quanh còn mùi thuốc pháo. Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên 18 tuổi đang gom thuốc để cho vào vỏ pháo đã được cuốn sẵn thì bất ngờ phát nổ. Bệnh nhân bé gái tật cờ gây thương tích cho 5 người, 18 tháng tuổi, và nở cờ tờ, 15 tuổi, là hai trong số 5 bệnh nhân của vụ nổ thuốc pháo ở xã Nam Cường được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ngoài ra, hai bệnh nhân nặng hơn đã được chuyển ra Hà Nội điều trị và một người khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng, khoa chấn thương bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết bệnh viện tiếp nhận cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, tay, chân. Sau 3 ngày được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực, H đã qua cơn nguy kịch, không còn phải thở oxy. Và T riêng bé H bỏng nặng phần tay, theo các bác sĩ khả năng phải tái tạo ra. Hiện công an huyện Nam Đàn đang điều tra vụ việc,